Chat cùng Woossi. Ok, xin chào các bạn. Woossi đang đứng trước tại nhà Bitexco để chuẩn bị review một cái nhà hàng mới khai trương, đó là Yo! Chicken các bạn. Nhưng mà ở đây á, tại người ta bán món ức gà, mà các bạn biết không, cái món ức gà là đi đâu cũng có bán mà không biết là ở đây nó khác nhau với gì so với chỗ khác. Bây giờ Woossi sẽ khám phá Yo! Chicken nha các bạn. Let's go. Yo! Chicken nó khá là nó hơi chọc nhưng mà không sao. Ở trong thì rất là rộng. Ngon nhất đó. Best seller bên em là ngay nồng nàn với cả vị xí muội. Hiện tại bên em đang có cái chương trình giảm giá tặng là mua 1 tặng 1 khi anh live và check in tại cửa hàng. Là có nghĩa là anh mua bất kỳ một trong 6 miếng gà này anh sẽ được tặng 1 trong 4 miếng gà ở trên này. Ok, cái này là ức gà đúng không? Đúng rồi. Anh còn muốn dùng thêm nước gì không ạ? Bên em có một phần combo cho một người ăn bao gồm một phần gà bất kỳ, một phần nước bất kỳ, ăn cùng với cơm nắm hoặc khoai tây chiên, còn em sẽ free cho đồ chua. Một cái Sprite. Một cái Sprite ạ? Dạ. Của anh hết 77 ngàn. 77 ngàn. Ok các bạn ơi, Woossi muốn biết cái công đoạn làm ức gà như thế nào á, cho nên là Woossi bây giờ Woossi vào bếp xong rồi xem thử nha. Mà Woossi đã xin phép đàng hoàng rồi. Có quyền. Cái tàu mó nha. Ồ, người ta đang làm gì các bạn? Hello anh. Ok, các bạn bây giờ xem quá trình làm gà ức này các bạn. Các bạn thấy cái này không? Cái này là hình như là chiên 6 phút thì phải. Hiểu rồi. Có cái thì có 3 phút, có cái thì 3 phút rưỡi, chắc là tùy món. Ok, bây giờ Woossi muốn hỏi ướp khoảng bao lâu trước khi chiên? Miếng gà của Joe Chicken sẽ được ướp trước khoảng 24 tiếng. Và đặc biệt hơn là quy trình của Joe Chicken là gồm 4 bước rất là đơn giản. Đầu tiên là mình sẽ chọn một miếng gà thật tươi, sau đó là sẽ được ướp gia vị trong vòng 24 tiếng. Tiếp theo là sẽ được chiên một lớp vàng giòn và cuối cùng là sẽ được rắc một lớp gia vị đặc biệt chỉ có tại Joe Chicken. Cái ướp nguyên liệu thì bao gồm những cái gì anh? Nguyên liệu để ướp của Joe Chicken đã bao gồm 24 loại nguyên liệu khác nhau, gồm đường, bột cũng như là một số loại như là mật ong hay là một số nguyên liệu khác. Và đặc biệt là cái nguyên liệu đó chỉ có tại Yo! Chicken mới có. Nếu mà anh làm cái một phần ức gà thì anh khoảng mất bao lâu để cho khách hàng? Một phần ức gà của làm cho khách hàng sẽ được mất từ khoảng 7 đến 10 phút. Mà đặc biệt là bên Yo! Chicken sẽ không bao giờ chiên trước những miếng gà, mà khi khách order thì mình sẽ lấy những cái miếng gà tươi vừa mới được tẩm ướp mình mới bắt đầu chiên. Cho em gửi đây không? Cái đồng nàn, cái xí muội ở đây phần nước của anh. Ok, cảm ơn anh. Yes. Đã quá. Bây giờ Woossi bắt đầu ăn chính thức. Đó là một cái ức gà mỏng nàn với lại xí muội. Bây giờ Woossi sẽ ăn xí muội trước nha. Mặc dù là cái này là người ta ăn nhiều nhất nhưng mà Woossi muốn ăn cái này thử trước. Wow, nó không có nóng lắm các bạn ơi. Bự lắm. Cái mùi khá là ngon. Bây giờ cái mùi hai cái thì nó hơi giống nhau nhưng mà Woossi ăn thử mới biết được các bạn. Xí mùi nha các bạn, let's go. Mình trước khi order người ta không có chiên trước cho nên là cái miếng thịt gà này nó rất là mềm và nhuyễn nhai. Mình nghĩ là cái này con nít mặc dù là em bé cũng ăn được nữa, nếu mà không cay thì ăn được. Các bạn nghe tiếng không? Nghe tiếng vỏ. Còn cái này đối với Woossi thì cái mùi này thì giống như là cái cái bịch sốt mì Hàn Quốc. Hơi cay hơn cái này. Wow, ngon phi bất ngờ là cái thịt gà, chất lượng thịt gà nó tốt. Nó có cỡ đều, nó đều. Với lại trước khi Woossi vào thì Woossi chỉnh này, chỗ này chọc chỗ. Mà ăn thịt cà thì mình kiểu mình ăn muốn ăn thoải mái, nhưng mà ở ngoài thì nhìn có vẻ là nhỏ, nhưng mà thực sự ở trong thì rất là rộng rãi và có nhiều bàn, có nhiều ghế. Sau này mà Woossi hẹn với các bạn là Woossi mới có thể là hẹn các bạn ở Yo! Chicken trước, sau đó đi vòng vòng xong rồi đi uống nước là vừa. Cứ mỗi giờ đi cái phố cũng thể là lúc nào cũng uống thôi mà, cũng chưa bao giờ ăn. Nên là các bạn thử ăn trước Jo's Chicken, sau đó các bạn đi uống nước thử xem. Những người mà không biết ăn cay, chỉ muốn ăn ngon thôi là Woossi sẽ gợi ý cho các bạn cái xí muội. Còn các bạn nào mà mình có thể ăn cay được, cay là chuyện bình thường thì các bạn nên ăn nồng nàn nha. Các bạn ơi, sau khi Woossi ăn xong, Woossi có thể giới thiệu cho các bạn đó là: thứ nhất là giá khá là rẻ. Thứ hai, ở đây rất là thoải mái và không có trục trặc như chỗ khác. Còn thứ ba là vị ngon và thịt gà nhiều hơn. Thứ tư đó là cái vị trí, ở đây là gần Bitexco, tại nhà Bitexco, cho nên là các bạn có thể đi có thể xung quanh Jo's Chicken cũng được, cho nên là các bạn có cơ hội, có thời gian, có tiền thì các bạn nhớ qua đây xong ăn thử nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem clip Woossi và các bạn nhớ bấm like và các bạn nhớ subscribe Woossi nha. Bye bye mọi người.